Chào mừng mọi người đến với châu Phi. Đảo Madagascar châu Phi nổi tiếng trên thế giới với những cây baobab khổng lồ chọc trời. Hình dáng của chúng như những chiếc cột trụ và có rễ trồng lên trời như là bị dính lời nguyền của Thượng Đế. Ở sa mạc châu Phi khô cằn, cây baobab sống được đã là một kỳ tích rồi. Quả của nó cung cấp rất là nhiều dinh dưỡng và làm thực phẩm cho người dân châu Phi. Đây là cây baobab mình trồng được hơn một năm. Tốc độ lớn của nó rất là nhanh đúng không ạ? Cây này ở châu Phi khô cằn thì nó lớn chậm, còn về Việt Nam mình đất tốt mưa nhiều, tốc độ lớn không cây nào sánh bằng. Mình có bán cây giống baobab này nhé, có bảo hành sống. Cây này thì ươm hạt nó khó thôi, còn nó lên cây rồi thì nó rất là khỏe. Nó có cái củ này nên là nó tích nước, nó chịu khô cằn một năm không mưa nó không chết. Để mua hàng hoặc là cần hỗ trợ thì nhắn tin để mình hỗ trợ nha. Ôi trời đất, tại sao một đoàn người lại có thể chui ra từ một cái khe đá như thế này? À đây không phải là cái khe đá mà là một cái gốc cây. Nó là gốc cây baobab, nhìn giống như một tảng đá khổng lồ luôn. Bên trong có thể khoét thành một cái nhà. 1, 2, 3, 4 và còn nhiều hơn nữa. Có thể cái gốc này có thể chứa được hàng chục người. Nhìn bên ngoài thì có vẻ hoang sơ, nhưng mà bên trong thì nổi thất tiện nghi bất ngờ đấy. Nhìn nó rất là hay và ngộ nghĩnh đúng không? Cây này nó là cây baobab biểu tượng sức mạnh hùng vĩ của châu Phi. Cái cây này hình dáng của nó rất là ngộ nghĩnh và đẹp. Đây là cây baobab mình trồng được hơn một năm. Tốc độ lớn của nó rất là nhanh đúng không ạ? Cây này ở châu Phi khô cằn thì nó lớn chậm, còn về Việt Nam mình đất tốt mưa nhiều, tốc độ lớn không cây nào sánh bằng. Mình có bán cây giống baobab này nhé, có bảo hành sống. Cây này thì ươm hạt nó khó thôi, còn nó lên cây rồi thì nó rất là khỏe. Nó có cái củ này nên là nó tích nước, nó chịu khô cằn một năm không mưa nó không chết. Để mua hàng hoặc là cần hỗ trợ thì nhắn tin để mình hỗ trợ nha. Đây là cây baobab 2 năm tuổi của mình và nó lớn rất là nhanh. Ở sa mạc châu Phi khô cằn thì cây baobab nó sống được đã là một kỳ tích rồi. Còn về Việt Nam mình đất tốt mưa nhiều, tốc độ lớn của nó là siêu tốc. Ở Việt Nam thì mình chưa thấy cây nào mà lớn nhanh bằng nó. Cây này thì mình trồng cuối năm 2022, đến bây giờ là chưa tròn 2 năm nó đã to như thế này. Đã là cây baobab thì cây nào cũng có củ. Cây càng nhiều tuổi thì cái củ nó sẽ càng to nha các bạn. Đây, thấy chưa ạ? Thân nhỏ nhỏ thôi nhưng mà củ rất là to. Đây là cây lúc còn nhỏ và nó đã có củ sẵn rồi các bạn ạ. Và càng nhiều tuổi thì cái củ này nó sẽ chạy dần, nó ăn dần lên ngọn, làm cái thân nó phình ra to mãi. Là cam kết chuẩn giống 100%. Mình sẽ tặng 10 triệu đồng cho bạn nào phát hiện ra đây không phải là cây giống baobab, có thể bảo hành trị giá 10 triệu kèm theo cho các bạn.